Điểm 6-4 cho xong bóng chuyền khai mạc. Bỏ bóng ra ngoài. Điểm 7-4 cho xong bóng chuyền khai mạc. Đánh bóng tốt, điểm 5-8 cho chị Cao Long. Bóng tốt, điểm 6-8 cho chị Cao Long. Đánh bóng tốt, điểm 9-6 cho xong bóng chuyền khai mạc. Điểm 7-9 cho trẻ Cà Mau. Điểm 17 cho xong bóng chuyền khai mạc. Đánh bóng tốt, 8-10 cho trẻ Cà Mau. Đánh bóng tốt, điểm 11-8 cho xong bóng chuyền khai mạc. Điểm 12-8 cho xong bóng chuyền khai mạc. Đánh bóng tốt, điểm 92 cho trẻ Cà Mau. Bóng tốt, 13-9 cho xong bóng chuyền khai mạc. Điểm 10-13 cho trẻ Cà Mau. Phát bóng ra ngoài, điểm 14-10 cho xong bóng chuyền khai mạc. Kết thúc trận đấu.